Máy bay Lam Hưng hướng dẫn sử dụng máy Singer SH397. Chú ý là máy bên mình điện 110, thế nên là dây máy mình phải cắm vào cục đổi nguồn. Mình sẽ hướng dẫn đánh suất chỉ. Suất chỉ cắm vào đây. Từ cuộn chỉ vắt chéo sợi chỉ xuống bên dưới ốc tròn tròn trên đỉnh máy này. Vắt chéo đi thẳng xuống bên dưới ốc, đi lên bên trên, uốn quanh suốt tầm 4-5 vòng theo chiều kim đồng hồ. Sau đấy mình cắt cái chỉ chừa đi, gạt qua bên phải và nút chạy. Tốc độ chậm nhanh. Khi nào không đánh nữa thì mình dừng lại. Suốt chỉ ra. Ngay thì bao gồm một chỉ trên, một chỉ dưới. Đầu tiên mình sẽ đi chỉ trên. Đây mình móc vào đây. Mình móc đây nó có một cái lẫy nó chìa ra như này, mình móc xuống dưới. Đây, đi thẳng khe bên trái. Ở đây có số hướng dẫn đến đây số 2, số 3 vắt qua bên phải. Số 4 vắt qua phải qua mỏ giật chỉ này. Nhiều trường hợp cái mỏ này nó chìm sâu bên dưới thì mình xoay bánh đà. Xoay bánh đà này cho nó lên cao. Mình móc từ trái qua phải đi xuống. Mình móc vào cái móc này. Trái qua phải. Xoay kim lên cao rồi hỗ trợ sở chỉ. Ấn cái cần này xuống hết cỡ, nó xoay sang, nó ôm vào kim như này. Nó sẽ có một cái lẫy xuyên qua lỗ kim. Nó có một cái lẫy rất bé xuyên qua lỗ kim. Mình móc sợi chỉ xuống đây. Móc vào đây mục đích để làm điểm tựa kéo căng sợi chỉ. Đặt sợi chỉ chạm vào cái ngạnh bên dưới như này. Anh quay phóng to lên một tí được không? Nhìn cho nó dễ. Lấy nét. Phóng to vừa xong lấy nét. Không nét lắm nhỉ. Được. Nó có một cái lẫy rất bé xuyên qua lỗ kim, mình đặt sợi chỉ chạm vào cái ngạnh bên dưới. Đẩy thẳng ra sau, chếch tay lên một tí như này. Thả cái cần này về vị trí ban đầu. Nó sẽ kéo chỉ qua kim. Mình làm sao mà móc được sợi chỉ xuống bên dưới cái lẫy nó xuyên qua lỗ kim thì nó sẽ kéo chỉ qua kim. Mở cái mặt lên. Tay này mình gãy cái này ra, xong rồi lấy cái này lên. Cái suốt mình vừa đánh được. Sợi chỉ ở phía bên trên, mình cầm như này, sợi chỉ phía bên trên. Hoặc là mình kéo thấy suốt chỉ quay ngược chiều kim đồng hồ. Mình đặt vào, kéo sợi chỉ đi vào cái rãnh siết ở đây. Rồi kéo qua bên trái. Lấy chỉ dưới lên thì tay trái cầm chỉ trên, tay phải mình xoay bánh đà về phía lòng mình cho kim đi xuống. Mình đi kim đi lên và kéo chỉ dưới lên. Đây mình cầm chỉ trên, mình kéo chỉ bên dưới lên ở đây rồi. Mình rút chỉ dưới lên bên trên. Đó. Cho hai sợi chỉ xuống dưới ra sau chân vịt. Đậy cái nắp này vào. Khi may mình cho bài vào nhớ hạ chân vịt xuống. Nếu không hạ mình may nó sẽ bị rối chỉ ngay. Đang may đường nào thì nó sẽ hiện ở trong cái ô này. Nó có số tương ứng với các đường trên đây. Ví dụ mình muốn may số 2 chẳng hạn. Mình chọn cái này về số 2. Số 1, số 2, số 3 tương ứng với độ mau thưa chỉ khác nhau. Ví dụ số 1 dày hơn, 2 thưa hơn và 3 thưa hơn. Tương tự các đường zig zag nó cũng như thế. Ví dụ mình chọn đang đường số 3. Tốc độ chậm. Đầu đường may, cuối đường may mình có thể lại mũi khoảng tầm 2-3 mũi. Ấn dị cái này xuống bao nhiêu là sẽ chạy lùi bấy nhiêu. Đây là đường may. Đây là mức thưa nhất của máy rồi. Đường màu tím. Mình chạy thử đường zig zag. 5, 6.
Ví dụ mình thay chân vịt giả mắt sổ, đằng sau có cái lẫy này cắn vào đây, chân vịt rơi xuống, chân vịt có một cái thanh ngang như này ngập vào bên dưới cái mỏ này, cho chân vịt vào dùng cần nâng hạ hạ chân, cái này nó ngập vào cái thanh ngang đấy. Mắt sổ mình dùng cái đường số 6 này, mình mắt sổ luôn, mình chạy một đoạn. Vắt sổ thì mình căn cái mép vải nó vừa chạm vào cái thanh chắn này. Nó ôm như này, nó ôm từ bên này qua bên kia của vải. Mình thay chân vịt thổ quy, cái vạch đỏ này mình lắp ra phía bên ngoài. Thùa, nếu mà thùa vải thun là mình phải lót giấy, nên mình có một miếng vải thun mình thùa. Thùa này thì gập giấy lên thì không phải lót. Máy này chức năng thổ quy 4 bước, mình chọn các cái hình ở đây 1, 2, 3, 4, đầu tiên mình chọn đến số 1. Số 1 nó sẽ chạy về phía mình, nên mình đẩy cái chân vịt về phía mình như này. Chạy đến độ dài vừa đủ rồi thì mình sẽ dừng lại. Khi mà kim nó đang cắm xuống vải, mình phải xoay đánh lại cho kim lên phía trên vải. Sau đấy mình mới chọn sang chức năng khác, tức là chọn sang số 2, chạy cạnh chiều rộng của cái khuy thì mình chỉ chạy khoảng tầm 2 đến 3 đường thôi. Mình dừng lại luôn. Mình mà chạy nhiều cái này nó dồn cục nhìn nó sẽ, cái khuy nó sẽ không đẹp. Chọn sang số 3, chạy lùi. Chạy lùi đến khi nào bằng cái cạnh ban đầu thì mình sẽ dừng lại. Mình xoay kim lên và chọn sang số 4 ở đây. Có số 4 nhỏ nhỏ ở đây, chạy được 2-3 đường thôi thì mình dừng lại. Mình đã xong cái khuy. Cái khuy màu tím mình vừa xong. Khuy. Hướng dẫn thay kim. Tay trái cầm kim, tay phải mình dặn cái ốc này lỏng ra, kéo kim xuống. Kim bên mình đây là kim Nhật, kim HA kim Nhật. Khi lắp vào để ý mặt dẹt quay ra phía sau, cái mặt mà phát hơn quay ra phía sau này, đẩy kịch lên dặn chặt ốc này. Rồi okay. Nhớ cắm điện nó cục như này.